những chuyến xe đi về thường xuyên từ Bình Định đến thành phố Hồ Chí Minh của bệnh nhân ung thư giảm đi phần nào nỗi vất vả lo lắng khi nhận được sự chia sẻ hỗ trợ từ người đồng hương thông qua việc được miễn phí xe mời cơm tối. Đó là tấm lòng của một nhà xe ở xã Cát Hanh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định dành cho người bệnh quê nhà, góp thêm câu chuyện đẹp cho đời. Như mọi ngày, chiếc ô tô của nhà xe Đông Triều xuất bến từ Đề Ghi, xã Cát Khánh, huyện Phù Cát đưa 34 hành khách vào thành phố Hồ Chí Minh. Mấy ai biết, trên xe có nhiều hành khách mang trong mình tâm trạng trĩu nặng vì căn bệnh ung thư. Mẹ thì một mình nuôi ba người con. Thì đến năm 2018 ấy, thì mẹ bị bệnh ung thư cổ tử cung và đã điều trị trong thành phố Hồ Chí Minh đến nay là được một năm. Nói chung là kinh tế gia đình ở đây cũng gặp rất nhiều khó khăn. Một tháng thì phải đưa mẹ vào Sài Gòn từ 1 đến 2 lần. Thì nói chung là tiền xe, tiền ăn ở, đi lại, nói chung là nó không rất tốn kém và kinh tế gia đình nó rất khó khăn. Còn về trình điều trị thì lúc mà mổ ở Sài Gòn mình viện bướu á thì chi phí nó cũng cao. Một tháng lúc mà bắt đầu chữa trị là có khi một tháng đi 4-5 lần ạ. Thông qua trang Facebook cá nhân của mình, anh Võ Quốc Tính, chủ nhà xe Đông Triều, đã thông báo về chương trình miễn phí vé xe thường xuyên, bao ăn uống tuyến Bình Định, thành phố Hồ Chí Minh cho các bệnh nhân ung thư. Để thông tin được lan rộng, anh Tính nhờ bạn bè, cộng đồng mạng, nhất là các diễn đàn trong tỉnh thông tin đến bệnh nhân, người nhà. Việc làm ý nghĩa này của anh Tính được nhanh chóng lan tỏa và nhiều người biết đến. Nói chung cái mật độ người ta đi rất là nhiều, có người thì người ta đi khoảng tầm mà nửa tháng một lần, có người đi 20 ngày một lần thì ra vô liên tục, đồng thời chi phí ăn uống đến bệnh viện rồi nữa thì nó rất là nhiều, thì mình nghĩ là mình sẽ hỗ trợ một phần nào đó để giảm cái nỗi đau về bệnh tật cho họ. Mình làm được cái gì mình làm, chứ còn nếu để mà gọi đến khi mà chờ giàu có rồi mình phải làm thì không biết khi nào. Tại vì bây giờ tiền bạc thì biết bao nhiêu cho đủ, nên nhắm trong khả năng của mình giúp được ai thì mình giúp, mình làm được cái điều gì tốt thì mình cứ làm thôi. Từ khi bắt đầu thực hiện đến nay, mỗi ngày có 2 chuyến xe và các bệnh nhân sẽ được hỗ trợ trên các chuyến xe này. Với tài sản là 2 chiếc ô tô đang khai thác, nhưng với tấm lòng tương thân tương ái, vợ chồng anh Tính đã sẻ chia với nhiều bà con lâm bệnh hiểm nghèo. Ngoài miễn phí xe mời cơm tối tại thành phố Hồ Chí Minh, các xe trung chuyển của nhà xe sẽ tiếp tục đưa người bệnh đến bệnh viện và sau đó đón về quê.